Sáng ngày 20 tháng 6, tại hội trường quận ủy, Ủy ban nhân dân quận phối hợp với Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho công chức viên chức và hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ quận. Trong thời gian 1/2 ngày, các đại biểu đã nghe đồng chí Trần Ngọc Vinh, Chủ tịch Hội Luật gia thành phố truyền đạt một số nội dung cơ bản của Luật Tố cáo sửa đổi. Luật Tố cáo sửa đổi được đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018 với tỷ lệ 96,1% đại biểu tán thành, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Luật gồm 9 chương 64 điều, so với Luật Tố cáo 2011 tăng 1 chương 14 điều. Luật quy định quyền nghĩa vụ của người tố cáo, người bị tố cáo và giải quyết tố cáo. Giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, trình tự thủ tục giải quyết tố cáo, bảo vệ người tố cáo, trách nhiệm của cơ quan tổ chức trong việc quản lý công tác giải quyết tố cáo. Cũng tại hội nghị, đồng chí Trịnh Khắc Triệu, chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố, đã giới thiệu Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 gồm 9 chương và 133 điều với những nội dung cơ bản về kết hôn, quan hệ vợ chồng, chấm dứt hôn nhân, quan hệ giữa cha mẹ và con, quan hệ giữa các thành viên khác trong gia đình, cấp dưỡng, quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. Thông qua hội nghị, góp phần triển khai thực hiện sâu rộng có hiệu quả hơn các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn quận, đồng thời nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ, viên chức, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ quận.